con. Hay lắm. Không cần. Tìm mà. Trong pha bóng vừa rồi thì có vẻ trọng tài xác định chưa là chính xác. Trọng tài đang xin hội ý kỹ thuật, hội ý về mặt chuyên môn trong pha bóng vừa rồi. Bằng vì pha bóng vừa rồi là bằng một tay, tay trái, bóng lên thì không thể xác định đó là dính bóng được. Quyết định cuối cùng là nghi dân tộc nội trú số 2 ăn điểm trong pha bóng vừa rồi. Bắt được một bóng. Dân tộc nội trú tiếp tục lại có một điểm nữa. Tỷ số bây giờ là 16. Bỏ bóng, hội ý kỹ thuật. Phía Nghi Lộc 2 xin hội ý kỹ thuật sau những pha bóng không được là ăn ý. Rất nhiều cổ động viên đã đến để cổ vũ cho trận đấu bóng đá rất trận đấu bóng chuyền rất là hay này, trận đấu đỉnh cao của bóng chuyền ngành giáo dục Nghệ An. Bởi vì đây là một đội đã từng là đương kim vô địch, đã từng là vô địch và một đội là á quân của ngành giáo dục Nghệ An. Trận đấu lại tiếp tục được bắt đầu. Tỷ số bây giờ là 11-6. Nghiêng về dân tộc nội trú số 2. Bắt bóng tốt. An toàn. Đúng rồi. Đập bóng vào vị trí số 6. Ăn điểm. Đổi điểm về cho Nghi Lộc 2. 7-11. Chủ công Bích Hiệp phạt bóng. An toàn. Đúng rồi. Nghi Lộc 2 cố lên. Ăn đi vào. Vẫn còn. An toàn. Dứt điểm. Con. Con. Trọng tài xác định chạm lưới của một cầu thủ Nghi Lộc 2. Điểm cho dân tộc nội trú số 2. 12 bài. Vẫn còn. Đập bóng. Con mà. Tập trung cao độ. Con. Những pha bóng rất giằng co giữa hai đội. Cuối cùng chủ công Nguyễn Thị Lan đã dứt điểm. Tập trung. Rồi.
cú đập bóng rất khó của chủ công bên dân tộc nội trú số 2. Điểm cho dân tộc nội trú số 2, 13-8. Tập trung cao độ ở bước 1. An toàn. Yeah. Rất tốt. Điểm cho Nghi Lộc 2. 9-13. An toàn và bóng sâu phía sau. Đúng rồi. Họ chỉ an toàn thôi. Giết. Rồi. 10-13. An toàn với phía sau. Nguyễn Thủy. Đúng rồi. Rồi. 11-13. Nghi Lộc 2, cố lên. Đúng rồi. Còn thủ bóng tốt, đập bóng. Rồi. 12-13. Đó, sau phía sau đó. Tập trung cả đồ. Đập bóng rất tốt của chủ công số 8 bên dân tộc nội trú. Điểm 14-12. Con đập bóng tốt. Điểm 15-12. Bỏ bóng tốt. Đổi điểm về cho Nghi Lộc 2. Mười ba, 15. Tốt. Bỏ bóng. Đập bóng tốt. Con. Bỏ bóng, bỏ bóng. Trong pha bóng vừa rồi có thể là do cầu thủ Vũ Thảo không tập trung nên đã lỡ mất. Quyền phát bóng thuộc về đội dân tộc nội trú số 2. Đập bóng. Đập bóng bằng tay trái của chủ công Bích Hiệp. Ăn điểm. Điểm 14-16. Quyền phát bóng thuộc về đội Nghi Lộc 2. Vũ Thảo phát bóng. Bỏ bóng. An toàn. Điểm cho dân tộc nội trú số 2. 17-14. Tập trung đợt bước 1. Tập trung sau, phía sau. Dứt điểm bỏ.
Tổng ta xác định là pha bóng vừa rồi bóng dính chỉ, quyền phá bóng thuộc về dân tộc nội trú số 2. Một quả phạt bóng tiết trời, rất tiếc bóng đã chạm lưới, không qua sân. Điểm 19-14. Con đơn giản an toàn rồi, rất tiếc. 20-14. Ban huấn luyện của Nghi Lộc 2 xin lỗi ý kỹ thuật. An toàn, ta an toàn tập trung cái bước 1 là một, hai là an toàn thôi, không cần phải vội. Ta không cần vội. Dưới đây nó tái này. 1 2 3 cố lên. Cố lên. Hết quyền hội ý rồi nha. À, phía Nghi Lộc 2 đã hết quyền hội ý. Phía bên dân tộc nội trú vẫn đang còn tranh thủ, là bên ban huấn luyện viên huấn luyện đang tranh thủ có những chỉ đạo đối với các cầu thủ phía bên dân tộc nội trú số 2. Huấn luyện viên trưởng của dân tộc nội trú là Hùng Lan, một trong những là thầy dạy bóng chuyền, chuyên gia bóng chuyền của tỉnh Nghệ An. Trận đấu là tiếp tục bắt đầu. Điểm số bây giờ là 20-14. Quyền phạt bóng thuộc về dân tộc nội trú số 2. Đập bóng tốt. Điểm 15-20. Như các bạn biết, đây là một trong những trận đấu đỉnh cao của bóng chuyền nữ ngành giáo dục Nghệ An, bởi vì đây là hai đội đã từng vô địch quán quân và á quân của các giải vừa rồi. Vẫn còn bỏ bóng sau nồi. Bỏ bóng rồi. Điểm 21-15. Phát bóng tốt cho dân tộc nội trú. Điểm 22-15. Điểm 16-22. Đúng rồi, ăn điểm tiếp. 17-22. À, hiểu vậy, hơi lệch, hiểu vậy. Hơi lệch sang bên trái 1 tỷ, bởi vì điểm 17-22. Ăn rồi. Con. Rồi.
Dứt điểm. Tròn tròn. An toàn. Rồi. Bỏ rồi. Rồi. Bỏ bóng tốt. Điểm 23, 17. Hiệp 2, chiến thắng là thuộc về dân tộc nội trú số 2. Các cầu thủ tự tin chiến thắng trong set 3. Ta hơi bánh cảnh một chút để mà bé để thủ cái cầu đập của cái con số 8, cầu thủ số 8. Không chú ý. Ông nghĩ là đợi đánh lại thì mới đánh lại rồi là không. Và họ có bật là